Hello, xin chào tất cả các bạn. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel game offline của mình đó. Video này thì chúng ta sẽ chơi tiếp tục cái game Ark Survival. Và mình là chiến binh giáp vàng. Chiến binh giáp vàng game offline đã quay trở lại rồi đây. Chiến binh này là chiến binh tà lùng hả các bạn? Đúng không? Nhìn mình có chút xíu à. Nhưng mà nhìn cái bộ giáp vàng của mình mặc vô nhìn ngầu ghê chưa? Được rồi. Ở trong cái phần series này thì chắc là mình sẽ tạo ra một cái series mới quá các bạn ơi. Đó là mình có một cái ý tưởng mới rồi. Mình sẽ xây dựng một cái đế chế khủng long ha, với mà một cái công viên khủng long. Rồi bên kia mình sẽ xây dựng một cái đấu trường, tại vì có nhiều em kêu là anh ơi vừa xây cái công viên mà vừa xây cái đấu trường á cho chúng ta vừa sưu tầm những cái con khủng long lạ với mà bên kia cho nó đấu nhau luôn. Mình thấy ý tưởng đó rất là hay á. Tập này thì mình sẽ bắt đầu mình làm lại cái series cho các bạn xem. Với mà mình đổi qua cái map The Island luôn. Thì đây là cái map chính thức á. Cái map này thì nhiều bạn quen thuộc rồi đúng không? Cái chỗ này là chỗ mình hay chơi nè. Mình hay xây nhà chỗ này nè. Đợt cái series chơi chung với xì chung với em Bình á. Nhưng mà bây giờ thì cái series này thì mình chơi có một mình thôi. Do là hai em kia cái máy cấu hình chơi không nổi các bạn. Do là đồ họa với mà mấy cái mod này nó nặng quá trời nặng đi. Nè các bạn thấy không? Thì đây là cái con ngựa một sừng á, mình mới vô mình thấy nó đi lang thang á, mình hốt nó luôn. Đó. Dĩ nhiên là sử dụng cái lệnh Fortem Đại Pháp rồi. Mình không biết là cho nó ăn cái loại thức ăn gì. Với mà bên đây nữa nè. Nè anh bên đây nữa nè. Các bạn biết con này là gì không? Test Spinosaurus á. Mình thấy nó đi lang thang bên khu vực bên kia á, mình Fortem nó luôn, hốt nó về luôn. Đó, các bạn thấy ngầu ghê chưa? Wow. Wow. Đó. Nó có tiệt chiêu mà gì nè. Nó gầm lên nữa các bạn. À, thấy ghê chưa? Còn con bên đây thì để mình test thử nó có tiệt chiêu gì ha. Ồ. Con quyền quá. Thôi 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 thôi. Nghe nhạc kiểu này là hồi là chích luôn á ông ơi. Nghe nhạc kiểu này hồi dính bản quyền rồi sao? Nhưng mà phê 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 phê. Trời. Nãy giờ là mình không phát hiện ra luôn á. Nhưng mà có điều là cái con ngựa này nó yếu xìu à. Nè cho các bạn xem nè. Ủa. Gì? Sao phản kèo vậy? Hồi nãy lúc mà mình tem nó level 4 à. Giờ máu của nó là các bạn biết nhiêu không? Chỉ có 624 thôi. Nhưng mà bây giờ nó lên cấp rồi nó mau lên máu phải luôn. Rồi, mình sẽ cho nó miếng âm. Mình cho nó miếng âm thanh đi. Sao tôi bình luận chết luôn vậy đó, sao mình bình luận được. Các bạn thấy cái phần nhạc nghe rất là hay á, nhưng mà mình chơi một mình á thì nó im. Mình quay video cho các bạn á, mấy cái đoạn nhạc đó mà up lên YouTube á, nó bị bản quyền là không up lên được. Thôi chịu khó á, nghe nhạc thì phê đó nhưng mà up lên thì các bạn xem không được, nó cũng như không à. Vào. Các bạn đã thấy con Pteranodon Alpha không? Mình rất là thích chơi cái map này. Cái map này chơi không sợ bị văng nè. Với mà cái đồ họa các bạn nhìn đây. Trời ơi cái màu nó tươi ghê không? Cho mấy ông coi là cái này là đồ họa epic luôn nè. Xem là phê phê luôn. Phê phê con TT luôn. Để coi ở phía trước hình như có con Tony Dragon. Rồi con này cũng là boss nữa các bạn ơi. 100 triệu máu. Đấy các bạn thấy chưa?
cái mát này lúc trước á mình nói là gì, nó không có phê là tại vì nó hết bot á, nhưng mà bây giờ mình đưa những cái mod mới vô quá trời bot luôn ha. Mới vô mà các bạn thấy bot không? Wow. Ghê ghê ghê. Không biết là mấy con bot này bây giờ nó ăn cái gì luôn á, mình cày đâu mười mấy mod á. Để bắn nó xỉu không? Sao xỉu chứ? Gai góc gì tùm lum như vậy? Đại Dương ơi cứu em. Cứu em. Kìa. Trời ơi, nó phi mấy cái gai độc của nó ra mà gai độc xịn luôn á các bạn. Đại Dương cứu em. Dạ, chơi nó. Đúng rồi. Đúng rồi, chơi nó. 100 triệu máu. Với con mình bao nhiêu máu đây? Rồi rồi, con mình nè. Con mình có 14 triệu máu à. Chơi nó. Giờ nó phun tên độc cơ. Wow. Wow. Các bạn thấy con Bino của mình mạnh thấy ghê không? Trời, giết chính ngắt boss luôn. Kinh gì vậy? Đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, stop. Nó chết rồi, nó chết rồi. Trời ơi, nó tới chết rồi mà nó còn làm cái ghê gì? Không biết là giết cái con này rồi chúng ta có đồ gì không á. Dạ, sorry mày. Đi ra, đi ra, đi đâu mà này? Đi đâu mà này? Phê quá. Để mình chụp cái tấm hình này lại luôn. Mình chụp lại đi ha, cho bạn xem. Rồi, nhưng mà nó hơi bị chối á. Rồi mình sẽ giết con này thứ ra nó cho mình đồ gì. Mày hay bưởi, mày hay bưởi, mày hay bưởi. Chết rồi. Mình quên Re-item-num 35100. Đây là cái mã để mà chúng ta lấy cái cúp. Mình sẽ dùng cái cúp để mà đập nó thử ra nó có đồ gì. Mày, mày, mày. Rồi. Wow. Này các bạn xem hiệu ứng nè. Nè. Đó. Mình đánh vô một cái là nó nhá ra cái sấm sét á. Đi bộ ơi. Đi bộ ơi. Bỏ con ngựa kia lại đi nha. Ngựa kia nó chơi nhạc dữ quá. Quay quay. Mình thấy bên đây là có con chim gì đâu. Wow. Có con Pteranodon nữa kìa các bạn ơi. Con Pteranodon boss ở trên này nữa nè. Nè. Nó để là T-Robot ha. 45 triệu máu. Thấy ghê không? Không biết là cây súng thần kỳ mình bắn xỉu của nó không nữa. Mình bắn thử nha. Mày hả bưởi. Ôi, không xong rồi. Cây súng thần kỳ của mình là lượng đam, lượng turbo rất là dữ á, mà bắn nó không xỉu là các bạn hiểu rồi đó, là con boss đó không có bắn được. Hey, hey, cái gì đây? Kìa. Trời, con sứa màu đỏ. Nè 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 nè. Ừ, ít xỉu chứ. Trời, các bạn xem cái lượng máu kìa. Kìa. 360 tỷ máu. Level 80 là ít xìu chứ, 360 tỷ máu. Ồ, có nhạc rồi đó các bạn ơi. Nè nè, lại gần nè. Trời, con sứa mà bay trên trời kìa. Con sứa mà bay trên đồ cây kìa, các bạn thấy ảo không? Đó. Lại gần nó có nhạc. Thôi, bỏ anh hai, bỏ. Ba 360 tỷ máu. 360 tỷ máu rồi các bạn nghĩ rồi, con boss nào có thể là chơi lại con đó ta? Đó, chờ nữa các bạn có gì bình luận ở phía bên dưới nha. Các bạn nghĩ rồi, con nào chơi lại con đó thì bình luận nha. Mình sẽ đi tìm mình sẽ triệu hồi ra cái con đó để solo với con sứa đó. Thường là mấy con boss đó là chắc chúng ta không dùng lệnh for time được đâu. Tại vì pho tem nó sẽ biến mất. Gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Ô, cái gì đây mà nó phát
Rồi nó phát ra cái ánh sáng 7 màu luôn kìa các bạn thấy không? Hình như là trên đó là cái chỗ để đồ để mà như là chúng ta nhặt đồ đúng rồi. Lâu quá không chơi map này. Quên cái chỗ để mà nó cho đồ á. À, đây là mình sẽ cởi đi ha. Sẽ đi khám phá vòng vòng thử. Ở đây có con Pteranodon nữa nè, rồi mình sẽ bắt nó luôn. Thiệt á, mấy cái con này là mình không biết bắt nó bằng kiểu như nào luôn á. Chừng nữa bạn nào mà biết thì chỉ mình ha. Để chừng nữa mình vô mình test thử, có thêm kiến thức thôi. Tại vì mình biết là mình chơi game nó hơi tệ tệ á. Nhưng mà mình không có thời gian nghiên cứu. Có nhiều em có thời gian coi mấy ông kia chơi á. Thì biết chỉ là cho mình với. Mình vào mình bắt nó thử. Đâu, cái con này là T-Robot đó bạn. 45 triệu máu. Đẹp. Nói chung là con này đẹp. Các bạn thấy dưới cái bụng của nó. À, tôi phát hiện ra một điều mới nữa là khi mà chúng ta mở cái gì nè, cái ống nhòm này mà bấm phím control đó là nó đổi chế độ. Chế độ này là hình như nhìn ban đêm đó các bạn ơi. Đúng không? Cái này là mình mới phát hiện luôn á. Cái game này thực ra là mình chơi còn rất là gà luôn á, nhưng mà gì giờ bữa đâu ở trên cái ứng dụng gì nè SimSimi á, có em kia hỏi biết game offline không, nó nói mình là người chơi gì ADK giỏi nhất thế giới đó, mới ghê. Mình thấy ngu vãi tèo luôn. Rồi nữa bạn nào biết thì chỉ cho mình á. Rồi rồi giờ thì mình sẽ pho tem con quỷ đó đi, pho tem quan sát thử. Đứng em anh ơi, đứng em ơi, mày chạy đâu cho khỏi được lệnh pho tem đại pháp của anh. Pho tem này có cái tâm nữa nè. Pho tem này thấy chưa, thấy không? Hôm qua có cái em nào đó chỉ mình là cái dùng cái gì nè, dùng cái cây viết rồi chấm lên cái tâm ở trên cái màn hình đó để mà chơi cái con phi búa. Bây giờ trong game này có cái tâm rồi đó các bạn thấy không? Mình sẽ bắt con này. Đẹp quá ta ơi. Nó đẹp ghê luôn á. Wow. Rồi. Nó có chiêu cạp cạp gì nữa các bạn. Wow, chiêu C của nó nè. Đó, các bạn thấy chưa? Có chiêu ít gì không? Không các bạn ơi, nó không có chiêu ít á. Được rồi, mình sẽ đáp xuống để mà quan sát cái con này thử. Thấy nó đẹp quá à. Trời ơi. Wow. Trời ơi. Đúng là cái bản game này bây giờ nó ảo vãi chưởng luôn, nhưng mà nó làm mấy con này đẹp quá. Không? Để mình review sơ sơ cho các bạn xem. Ở trên này là nó đeo cái mão này là hình như là mấy cái artifact ở trong mấy cái hang động á. Đúng là ông nào ông giết ông vẽ ra mấy cái con boss này hay thiệt. Còn hai bên đây gắn thêm hai cây kiếm nữa nè. Game đồ họa đúng là bá cháy bồ chét. Rồi mình sẽ chụp hình lại ha. Mình sẽ chụp hình nó lại. Đấy. Rồi từ từ mình sẽ làm nguyên một cái công viên ở đây luôn, siêu tầm hết chân khủng long cho các bạn xem. Mình mới bay ngang đây thấy có cái con gì bự bự nó bay dưới đáy biển này nè. Nó đâu mất tiêu rồi, mất tiêu rồi. Còn cái con sứa đỏ đỏ boss bên đây 300 tỷ gì, 360 tỷ máu. Bạn nào có cái ý kiến đề xuất với mình thì nhớ chỉ mình ha, coi con nào mà có thể là tiêu diệt được. Rồi, nó vẫn xuất hiện ở đó thôi. Kìa các bạn thấy không? Nó vẫn xuất hiện đó thôi ha. Từ từ chúng ta quay lại đại chiến đó sau. Ui, trên đây có rùa đỏ gì tùm lum chứ nữa ơi. Rồi. Mình sẽ xây cái công viên gần gần đây đi. Nói công viên cho sang thôi chứ thật ra mình sẽ cho nó đứng một dọc đây nè. Con nào mình cũng bắt rồi mình cho anh đem về đây hết.
Đi nào. À, để mình nhớ coi mấy cái lần trước có mấy em nói là cái con gì, cái con ngộ không, ủa cái con Dodo ghét vàng có thể là tiêu diệt được cái ông Phật dạng tay hả các bạn. Được rồi, mình sẽ chơi thử á, nhưng mà trước khi chơi thì chúng ta phải đi xa xa cái khu công viên của mình ra mới được. Đi qua đây thử. Ôi dồi, bên kia có cái gì nữa kìa các bạn ơi. Kìa kìa, bên kia có boss gì nữa kìa ông ơi. À, dưới này có một cái con ngựa màu xanh nữa nè. Wow, các bạn thấy nó đẹp ghê chưa? Ngựa một sừng nè. Nó. À, đúng rồi nè, mấy cái con ngựa này nè, các bạn thấy không, máu của nó nè. Có 200 288 máu à. Xỉu đi em. Sập bà chè. Ăn trái cây vô. Không. Thường là mấy con ngựa thì không có tem. Cái gì vậy trời, sao mà âm nhạc gì thấy ghê vậy. Arael là con quái gì vậy, 9 tỷ máu. Thằng chết các bạn ơi, thằng chết. Vãi đạn. Trời ơi, nó cầm cái lưỡi hái kìa, mình nghĩ là cái con này là chết, là thằng chết rồi. Trời ơi, lại gặn nó cái âm nhạc sợ quá ông ơi. Mình nghĩ nó là thằng chết á. Rồi mình sẽ pho tem cái con ngựa này luôn. Đứng dậy coi, giả bộ xỉu hoài mày á, mày gì không có được. Đứng lên đây ơi. Tố. Trời ơi. Ui. Ui. Con ngựa này bay được luôn các bạn ơi. Thấy ghê chưa. Wow. Wow, con ngựa một sừng màu xanh này có thể bay được luôn. Kìa. Vừa qua mà. Nào để mình cho các bạn nè. Thấy ghê không? Nó cũng ra sấm sét á. À, nó đá cũng ra sấm sét luôn. Rồi mình bắt đầu thích cái bản game này đó. Mình thích mấy cái mod này lắm rồi đó. Giờ uống miếng nước kìa đó. Còn con thằng chết bên kia nữa kìa. Sao đây? Máu nó 9 tỷ. Vãi thiệt. Mình nghĩ con này là chắc là con thằng chết rồi. Qua chơi nó đi. Sợ tay mô nào đúng không? Nhiều bạn chắc là có phát like để nói. À đây, làm ơn qua hốt nó giùm em. Làm giá nào cũng phải tem nó hết lên rồi. Rồi để mình tem nó từ xa các bạn. Thấy cặp kiểu đó là chắc là nó. Cầm cái cây đó mình nghĩ là con thằng chết. Tem nó nè. Chín không ta? Tem mày nè. Chặt chín rồi đó. Cái gì vậy? Trời ơi, con ghét. Con ghét nó lại nó tấn công mình rồi các bạn thấy không? Rồi nó giết chết ngắt con ngựa mình luôn rồi. Nó giết chết ngắt con ngựa xanh của mình luôn rồi. Con ghét nó giết chết rồi, con ngựa xanh mình yếu quá. Đi nào, đây đi qua kia. Ôi trời ơi, đằng kia có con gì nó đỏ đỏ phát sáng đằng kia nữa kìa các bạn. Nè nè nè. Wow, con Tet Chike. Một con Tet Chike á các bạn. 55 triệu máu. Cái game, bản game này quá trời đẹp luôn, đồ họa đẹp quá. Thay mình tem nó được rồi nè. Con thằng chết. Wow. Cưỡi được luôn. Ít xìu chứ. Ôi.
Ai đó hãy cho biết, ai cho mình biết con này kêu bằng con gì nha, ai đó hãy cho mình biết. Thiệt chứ mình không biết là gọi cái con này là phải gọi bằng con gì luôn á. Để tôi chụp hình lại. Để mình chụp hình lại cái đó. Mình tạm gọi nó là thằng chết đi ha. Đúng là nhìn nó giống thằng chết thiệt các ơi. Wow. Đúng là ghê thiệt. Và tạm thời giảm cái offset chứ mà cái này xuống ơi. Sợ mấy cái nhạc này, sợ nhất là bản quyền chứ không gì. Đi nào. Có rồi đó. Rồi, nó tán một cái là 2 tỷ máu các bạn. Mình sẽ đem cái con này qua đại chiến với cái con gì rồi. Cái con sứa hồi nãy. Chắc là nhiều em cũng kêu y gan dữ vậy. Nhưng mình đọc được ý nghĩ hết trơn á. Bên kia đại chiến. Thử nha. Đúng là cái mát này ý là mới vô thôi mà boss gì lúm như vậy. Rồi. Con quỷ con sứa hồi nãy nó nằm bên kia đúng không? Wow. Mình test thiệt chiêu nó cho các bạn xem nha. Quên test thiệt chiêu. Đó, đây là chiêu chuột phải nè. Thấy chưa? Chiêu chuột trái nè. Ồ, nó không có chiêu C với chiêu X. Bán một cái 2 tỷ. 2 tỷ máu. Cái con bên kia là gì? 360 tỷ máu. Con sứa. Thì nó phải quýnh 180 lần. Thay mình tính toán hay ghê không? Con này phải quýnh 180 lần mới giết được cái con kia. Hay phải chứ, thấy tính toán giỏi ghê luôn á. Rồi thằng kia rồi, kìa nó kìa. Chơi nó bồ. Chơi nó bồ. Đây để mình ra lệnh cho nó ha. Đó. Thôi mình cởi nó luôn đi. Rồi. Ôi tới khúc này lắc phải chưởng. Chơi nó đó, mình ra lệnh cho thằng chết lại xử nó các bạn. Sắp bà sôi nó nhỏ quá, bật tiếng lớn lớn lên. Chơi nó bộ. Chơi nó bay trên cao khó quá ha. Trời, nó mới được bùa, chết rồi, càng ngày nó càng tiến ra lại gần tôi bùa, chạy. Ây da chết bà. No. Kìa con thằng chết mình làm gì kìa. Sao không chơi nó đi, trời ơi, chết tôi luôn rồi. Ê. Khà độc nữa. Đang giao tranh boss mà. Đó, nó bắt đầu nó chọn nhau rồi đó. Wow. 9 tỷ máu với 360 tỷ. Cái kèo này có bộ căng sức rồi nha. Sao không chọn nhau đi mà nó làm cái gì vậy trời. Bây giờ. Ê. Ê, bị cản. Ê. Chết. Xuống chơi nó bộ. Thôi chết mình ơi, má.
Chết tôi. Rồi sắp mặt. Sắp mặt. Mình chọt nó mỗi lần là 4 triệu. Ủa, mình chọt nó. Mình chọt nó là mỗi lần là không không có tốn giọt nào mà nó quýnh mình lần 4. 4 triệu máu. 4 triệu rưỡi. Chết tôi luôn. Thôi sắp mặt rồi đại dương ơi. Cơ. Rồi xong rồi, xong rồi đó, hiểu rồi đó. Để mình bày lên nữa rồi. Sao nó không đấu nhau với cái con thằng chết của mình đó. Nổi xuống đây coi bộ. Tấn công nó. Làm cái gì mà nó bay 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 trên trời vậy, theo ám. Nghĩ nè. Vãi thật. Kìa. Kìa mà sao nó bay nó quýnh kìa. Vãi chưa. Đánh nó không đánh mà nó làm cái gì vậy. Mình lên mình cưỡi con này. Sai, sai quá sai rồi. Ôi mình không cưỡi được nó, các bạn ơi, nó bị gì vậy? Không cưỡi, không không có lợi tiếp xúc được nó. Mình sẽ lại lấy con ngựa của mình chơi luôn. Lội như bà già đi âm phủ gì, đại chiến đang đang rất là căng thẳng mà nó lội rồi. Thôi thôi. Thôi thôi. Ê, hai con đó nó đang đấu nhau hả các bạn. Nhưng mà mình chả biết là con nào thắng. Ủa kiểu này chắc dính bản quyền chắc. Dính bản quyền là khỏi up video luôn. Phải giờ nhưng mà nó chết rồi đó các bạn thấy không? Như vậy mà cái con sứa đó nó đấu không lại con thằng chết. Ủa? Chưa nó quê còn nó quê. Nhưng mà máu nó giật xuống phân nửa. 185. Máu nó đang giật xuống á. Này con thằng chết của mình nè. Vẫn còn máu y nguyên. Phải. Rồi hình như là nó giết chết ngắt con ngựa của mình luôn rồi. Bật lên cái là nhạc lên liền như vãi thật. Quá trời. Thì khổ thiệt chứ mấy cái nhạc này. Không có âm thanh nữa thì một lát nữa up cái video lên. Chết tôi luôn. Ở đây mình bay lên mình lấy con thằng chết mình đại chiến nó thử á. Nhìn các bạn nhìn con bạch tuộc kìa. Kinh dị ghê không? Wow. Cái con sứa chứ, con sứa mà mình nói lộn con bạch tuộc. Lên đại chiến đó nè bồ ơi.
Chạy chậm quá. Rồi. Mày nó mình vô mình cởi là mình làm việc là ngon lành liền. Mày ghê chưa? Như vậy là con thằng chết của mình rất là mạnh hả các bạn? Wow. Thấy ghê không? Nãy giờ như vậy là xong rồi. Nãy giờ mình sợ con gì nè, mình sợ mình chết, mình không cởi con thằng chết mà cởi là nãy giờ nó xong với mình ha. Đúng là thằng chết mạnh kinh khủng. Phải chữ. Ghê chưa, ghê chưa. Ghê nhìn mình không. Ok thôi được rồi, chắc là tạm dừng video này mới được các bạn ơi. Mình bận việc đột xuất rồi. Tối về mình làm tiếp cho các bạn xem á. Thì nếu mà các bạn có ý tưởng gì hay hay á, mình nhớ bình luận ở phía bên dưới để mà mình làm tiếp. Nhưng mà nếu mà yêu thích cái series này á, cái series gì xây dựng cái công viên gọc dưới khủng long á, với mà xây dựng cái đấu trường á, kiểu kiểu giống như hồi nãy á, thì các bạn nhớ bình luận ở phía dưới á, like nhiều nhiều vô để mà ủng hộ tinh thần up video của mình. Cái này mới chơi lại rồi thế là nó chưa phê lắm. Nhưng mà mới vô cái patch mới rồi mà các bạn thấy boss tùm lum không? Tập sau chắc là đi khám phá tiếp. Thôi được rồi, tạm dừng video này các bạn, mình bận việc rồi. Một lát nữa mình quay lại làm tiếp cho các bạn xem. Rồi chúng ta đi khám phá tiếp. Nhớ like nhiều nhiều vô nha mấy ông.